và hạnh phúc của chú rể Kim Long và cô dâu Viễn Phương. Xin cho phép chúng tôi được gửi đến tất cả quý vị quan khách lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và chúc cho quý vị sẽ có một buổi tối an lành và hạnh phúc. You can see the world in more tomorrow.
chương trình hạnh phúc của chủ đề và bây giờ xin cảm ơn quý vị. Lễ thành hôn ngày hôm nay của chú rể Kim Long và cô dâu Việt Phương chỉ thật sự có ý nghĩa lớn lao khi có sự chứng kiến và dìu dắt của ông bà và cha mẹ. Và trong tinh thần đó thì cho phép chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu đại diện hai bên gia đình. Về phía họ nhà trai, cho phép chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Văn Ngọc và bà Nguyễn Thị Cúc là song thân của chú rể. Về phía họ nhà gái, cho phép chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu ông Lê Văn Thị là bố của cô dâu và bà Lê Thị Quý là cô của cô dâu. Xin quý vị hãy dành một tràng pháo tay thật nồng nhiệt để chào đón đại diện hai bên gia đình. Lời chúc sức khỏe, lời cảm ơn chân thành và lời chào trân trọng nhất. Xin cảm ơn quý vị. Và kính thưa quý vị quan khách, trong giây phút hân hoan và hạnh phúc này đây, thì Nguyễn Dũng xin phép mời ông Lê Văn Thị là bố của cô dâu sẽ có đôi lời gửi đến tất cả quý vị quan khách. Xin được trân trọng kính mời ông. Kính thưa tất cả các ông các bà cùng các bạn gần xa của hai họ. Hôm nay là ngày 29 tháng 9 năm Canh Tý, là một ngày rất là đặc trưng. Được sự đồng ý của hai họ cũng như là chính quyền hai bên, đã có chúng tôi đã thành hôn và hôm nay sẽ tổ chức một bữa tiệc tại nhà hàng này để chung vui cùng với lại bà con. Trước hết xin cảm ơn bà con hai họ đã có bất chút cái thời gian làm việc của mình để vinh dự cái thành hôn của con chúng tôi và rất là cảm ơn mọi người. Và chúc mọi người con miền thơm buổi tối ngày hôm nay, cũng rất là cảm ơn nhà hàng cũng đã tổ chức rất là chu đáo bữa tiệc trong ngày hôm nay. Tiếp theo sau đây thì xin mời đại diện hai bên gia đình chú rể Kim Long và cô dâu Viễn Phương sẽ cùng nâng ly chung vui với tất cả quý vị quan khách. Chúng ta sẽ cùng nâng ly thật cao để chúc mừng gia đình hạnh phúc của đại diện hai bên gia đình và cũng để cho buổi tiệc ngày hôm nay được phép bắt đầu. Xin mời tất cả quý vị 1, 2, 3. Xin chào quý vị. Trở về tiếp bàn tiệc để chung hợp đại quý vị quan khách xin được trân trọng kính mời.